á, người ta bị quên á, quên là cái chuyện cá nhân riêng của người ta, đúng không? Người ta không có tập trung vô nhân vật, người ta tập trung của người ta, ta ngồi riêng cho người ta luôn. Tự nhiên mọi người có ai hỏi chị Thy gì không mình hỏi nha. Tự nhiên nha. Sao có bánh chưa? Dạ, dạ 5 phút. Đang bóp. Xoài đâu? Xoài ra trúng bánh mà bầu đang vô. Trời ơi, mình phải lấy ba xoài trước cho những người ta đang đi về, ta đâu có thời gian ta đợi mình. À, mà trong nhà còn khoảng 40 bánh nữa. 40 bánh gì giờ này mày đem ra là cũng giờ là hết luôn hả chị? Túi là tới 7 là cái lô tô nha các bạn. Leo lưỡi mà các bạn lấy đăng ký rồi theo dõi 70.000 đó mọi người ơi. Hai con lận. Có xoài chưa? Hay một con, Thy Nhi một con nha cả nhà. Hai đứa có xoài chưa? Chưa có xoài không mà được không? Lấy xoài đi bé. Hôm nay bị mưa. Mưa 4 giờ. 3 giờ mấy à. 10 mưa hoài luôn các bạn. 3 giờ mấy là 15 tới giờ rồi. Chị Thy dễ thương lắm. Gầu ghê gì đó, buồn ghê. Vô mùa mưa là bắt đầu gầu rồi. Nhưng mà mẹ nói cho con nghe nè, mẹ nói với anh Hồ rồi, tuần á có thể là đem lô tô, đem cái dàn âm thanh ra hát ra được tiếng 2 tiếng chơi. Rồi bữa đó tụi mày làm lộ hát lô tô khùng điên đi. Đâu, dĩ nhiên là giờ xác định làm hàng tuần, làm mỗi đêm diễn phải chỉnh chu từ này kia rồi làm đó. Mọi người ơi, dĩ nhiên là mọi người cũng Thy lại với các Thy cũng nghĩ là mọi người coi những đêm diễn, dĩ nhiên những đêm diễn của tụi em sẽ không thể nào là quá hoành tráng, quá đầu tư kỹ lưỡng như là các đoàn anh chị lớn khác. Chỉ tới giờ diễn ở đây chúng mày chỉ với mục đích là coi như là tri ân cảm ơn những khách hàng luôn đứng xếp hàng để mà mua bánh tráng trộn của Diva. Đó là cái điều đầu tiên của tụi em. Đó thì tụi em cũng mong là những đêm diễn ở đây cho dù là tụi em quy mô không lớn đi chăng nữa nhưng mọi người sẽ thấy được cái sự yêu nghề, sự nhớ sân khấu của tụi em nha mọi người. Hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ gánh lô tô Phòng Kim Lan tại bánh tráng tại khu ẩm thực Cát Thy. Và mọi người ơi nhớ nha, nhớ ủng hộ cho chúng em. Và mọi người nhớ là như vậy nè, chương trình sẽ đưa ra giống như là tới đây mọi người sẽ có nhiều cái thú vui lắm, ăn nè, gặp mấy bà BD, Thanh Xà, Tý Muội, thấy không, Bạch Cốt Tinh. Cái nào mà mưa chán quá, mưa làm mình chán ha, thì có cái chi mà nắng rồi trời mát rồi tung tăng. Xoài kìa, ai lấy xoài kìa đó. Em tôi đây 6 bịch 7 bịch, là em 6 bịch. Bạn chỉ ngồi đâu vậy chị? Đưa đây. Đưa anh áo vàng lấy. Ha. Đưa anh áo vàng lấy cho em nè, anh áo vàng đó chị. Lỡ yêu. À giữ chìa khóa xe của anh không? À em đã lên tới Sài Gòn rồi nha anh. Ai anh? Alo. Cảm ơn hai đứa nha. Khách trực tiếp rồi, giờ không mê ăn. Mai về nhà ăn cho đã. Vậy cuối tuần này có giả gái không? Dạ. Dĩ nhiên rồi, tại vì tụi em, tại vì cái đặc trưng của lô tô là như vậy nè quý vị. Tại vì thường á lô tô á là phải để cho mấy thường á, không dĩ nhiên cũng có nghệ sĩ nam hát, nghệ sĩ nữ hát, nhưng mà thường á là với tư cách của một khán giả mà từng đi coi lô tô thì Hộp Thư Thoại nghĩ rằng á mình nên giả gái. Thường thì lô tô mà qua mấy anh chị mà cái từ dân gian hay gọi cho vui á là bóng lồ á, thì một nguyên mình giả lộ thì nó sẽ vui duyên dáng hơn. Thì chắc chắn là cuối tuần thứ bảy mình hát thì mình sẽ giả lộ. Thư Thoại cuối tuần có ca không? Hỏi cái trái nạn còn có xíu nữa. Ý Nhiên hỏi Thư Thoại cuối tuần có ca không? Có. Trời ơi, tại vì cái lô tô này là Thư Thoại bài đầu mà. Dĩ nhiên Thư Thoại cũng phải có, và dĩ nhiên phải với sự giúp đỡ của mẹ Cát Thy thì mình mới dám làm. Chẳng qua là với cái không gian như thế này thì dĩ nhiên một lần nữa mình nhấn mạnh là mình sẽ không thể nào có một cái sân khấu lớn cũng như hoành tráng giống như các đoàn anh chị đi trước. Thì chị là với mục đích ở đây với hình thức nhỏ, vui, gia đình ấm cúng với nhau thôi. Thì hy vọng mọi người thì sẽ chắc chắn luôn sẽ có nhiều sự so sánh, nhưng mà hy vọng mọi người thương tụi em thì đừng so sánh tụi em với những đoàn các anh chị lớn. Chắc chắn là tụi em sẽ không thể nào bằng được, đúng rồi, với hình thức là bạn bè anh chị em lại vui với nhau, mọi người mua một tờ vé 10.000 thì trúng những con gấu bông nhỏ xinh, thắng dễ thương, hoặc là đôi khi là những cái phần quà mà nó vui vui dễ thương bá đạo thì cảm thấy là ấm lòng cho một đêm cuối tuần mọi người. Sau một tuần mọi người đi làm việc mệt mỏi thì mọi người sẽ có một đêm lại đây chung vui với nhau, bạn bè khán giả của Cát Thy của Thư Thoại đến đây mọi người cùng chung vui với nhau nha. Anh kia mua giùm rồi anh lấy ở đâu? Trời nghĩ sao kia mua giùm mà biết gì đâu mà giao. Nhưng mà có nghĩa là sau khi đã lên kế hoạch hết trơn thì bây giờ lại một vấn đề khác phát sinh là vô mùa mưa. Mà mùa mưa không, ví dụ đồ ăn thì cái gì mưa thì khán giả có thể là đòi áo mưa lại mua cái đi về. Còn ví dụ một đêm diễn của mình mà trời mưa như thế này thì mình không có tổ chức được. Đó là một cái điều mà tụi em đang rất là trăn trở luôn, là bắt đầu vô mùa mưa. Thật sự là năm nay có lẽ là không vui đối với mấy chị em, bởi vì các chị em LGBT đi hát Lô Tô sau mùa dịch. Cái câu chuyện ma ngày hôm qua tôi kể á, có ba khi vô bình luận kể chuyện như thiệt vậy, vì thiệt vậy đó. Thời đó làm gì có đèn đường. Ngu gì trời. Thời của đèn đường là trước năm 75 là có phải không? Có rồi. Trời ơi, hồi xưa người ta đã có rồi. Mà thời tôi có mới có 30 tuổi à. Thì nay là mười mấy năm về trước à, dễ giàu gì không có. Em nói mua nha, về đừng về lộn nha. Thật là khờ khạo. Ngày hôm bữa là cái tiết mục DJ là không có trong kịch bản có cách đi đưa ra, nhưng mà tại Thư Thoại nghĩ như thế này nè. Bạn thứ nhất là cái bạn DJ đó là cũng là một khán giả hâm mộ của tụi mình, và bạn đó nói là thôi thì em sẽ đêm diễn đầu tiên em không có lấy tiền hay gì hết, bạn muốn lại giao lưu với mọi người cho vui thì nghĩ là nếu mà có dịp và những lần sau thì các khán giả ở đây cũng như là mấy bạn qua coi livestream thì lại thích anh chàng DJ dễ thương đó. Dạ, đúng rồi. Thì chắc chắn là bạn DJ đó sẽ gặp lại chúng ta vào những đêm sau. Và cũng cái nhân vừa cái bình luận vừa rồi Thư Thoại nghĩ mọi người dĩ nhiên là trăm người mười ý, nhưng mà ai thương Cát Thy thì cũng sẽ hiểu. Còn có những cái bình luận mà ác ý trên mạng á thì không biết với mục đích gì, nhưng mà hy vọng mọi người là đừng có làm tổn thương, tụi em bởi những cái câu nói mà có thể gọi là khẩu nghiệp như vậy. Không kệ nó con. Không mà tại mày biết không, mỗi lần mà phải đi ngồi Thư Thoại là phụ trách cái mạng mà quản lý về cái thông tin trên này kia trên mạng á, thí dụ có ai có những cái sai Thư Thoại phải lên đến tính liền. Mà một ngày Thư Thoại trả lời không hết mấy trăm cái comment ác ý như vậy luôn. Thì Thư Thoại chỉ mong là mọi người đừng có ganh tị, hay mọi người đừng có sân si thì nói ai ố gì hết. Mình cứ sống vui vẻ, mình cứ sống đừng có khẩu nghiệp thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất là vui nha mọi người. Hy vọng mọi người đừng có comment ác ý như vậy nữa. Vậy là cái chương trình Lô Tô là thường diễn vào cuối tuần hả Thư Thoại? Dạ, chương trình Lô Tô của chúng em nếu mà suôn sẻ thì sẽ vào cố định tối thứ Bảy hàng tuần từ 7 giờ đến 9 giờ. Em nghĩ là kết thúc bắt đầu lúc 7 giờ và kết thúc 9 giờ là đẹp rồi. À, vậy là vẫn kêu vòng loại với 60 con số hả? Dạ đúng rồi, mình sẽ mỗi vòng loại thì cũng là tờ vé Lô Tô và 60 con số vậy thôi. Và chắc chắn luôn làm này sẽ không có lời nổi, bởi vì số lượng khách ở đây nè, các anh chị YouTube ở đây cũng có anh chị đi quay những cái chương trình Lô Tô của các đoàn anh chị lớn thì sẽ biết ở đoàn đó rất là nhiều người, và số lượng khách ở đây thì chắc chắn là chúng em bán vé có thể là lỗ với so với tiền quà tiền âm thanh sáng luôn, nhưng mà thôi mình cứ làm cho chương trình là có quà đúng không? Đúng rồi. Dạ dĩ nhiên rồi, mọi người biết á, có nhiều khi á không cần phải hát những cái sân khấu lớn đó, buồn đó, để cái lo lên hát dăm ba câu khùng điên nó vẫn vui mà. Thứ Bảy nha, thứ bảy tuần này em hát nữa nha, hát nhé nha. Mọi người nhớ là thứ Bảy mọi người đến mọi người ủng hộ. Thứ Bảy chúng ta lại xuất hiện nha, 7 giờ 9 giờ. Dạ, 7 giờ bắt đầu. Mấy giờ con em? 7 giờ đến mới nghỉ. Cho nên á mọi người nhớ mọi người ủng hộ cho Cát Thy, và mọi người kéo đến, với lại mọi người phải đến thường xuyên để cho Cát Thy sẽ tri ân khách hàng may mắn nha mọi người. Cát Thy cũng thường là Cát Thy cũng không dám làm bà vì bà con nói sớm, nhưng mà mình nghĩ là thứ bảy chủ nhật thì có đất cuối tuần thì mình hát chừng 1 tiếng 2 tiếng gì đó mình ngưng thôi, đừng hát nhiều quá là làm ồn ta. Chứ mình hát từ 7 giờ mình hát tới 9 giờ mình ngưng được rồi, đúng không? Còn Hộp Thư Thoại nó đem vé Lô Tô nó làm khùng làm điên kệ nó. Thì hy vọng là thứ bảy này mọi người đến ủng hộ, mọi người chỉ cần mua một vé là... À đứng lên coi còn bánh đúng không? À vô lấy bánh cái đông cưng. Mọi người mua một vé ủng hộ là từ thời chị cầu mong là mỗi dòng bán đủ vô bánh là đủ rồi. Và dĩ nhiên ngày hôm đó Tư Thoại sẽ kêu vài chị em Lô Tô tới và cũng hy vọng là mình cũng khán giả ủng hộ tiền vé, rồi có khán giả ủng hộ mua vé, rồi sau đó mình có dư đâu đó để gửi mọi chị em tiền lòng về là đúng rồi. Hy vọng đêm đầu tiên đừng lỗ. Mùa mưa, cái quan trọng là đang là mùa mưa thôi. Chủ nhật đó người ta lợi nhiều lắm chứ bộ. Dạ. Đâu luôn á. Là khán giả có nghĩa là người ta coi thứ bảy xong rồi người ta nghỉ chủ nhật đó người ta tới. Tính là có tại vì thông báo là thứ bảy chủ nhật cho nên là khán giả ta lại đông hơn nữa. À vậy đó hả? Không, cái đêm hôm bữa là kiểu mà hát cho vui cái nhà lá vườn nhá hàng ra mắt nhóm Lô Tô Vọng Kim Lan vậy thôi mà hiệu ứng rất là cao. Mình cứ ngồi đứng đợi xe đợi đi. Thì người ta vẫn đến ủng hộ mình. Dạ thì giờ vấn đề là vô buồn nhưng mà em mua mấy bịch thì mua về cho. Cái này mà kiếm một cái tấm bạc dài á, tập phủ lên trên luôn. Mua tao ngon luôn. Chúng ta lại nó chia lộn hết rồi. Thì bởi vì bây giờ chúng ta sẽ sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với anh chị thì Tư Thoại và Cát Thy sẽ có cuộc họp kín và chụp miếng đất này để chúng ta bàn. Mọi người ai ăn bánh tráng thì review hả?